Hello, hello. Xin chào các bạn đã đến với Thuận Capital ngày hôm nay. Hôm nay là đầu tuần ngày thứ hai tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng chín giờ rưỡi tối rồi các bạn. Công ty hôm nay cũng rất là bận cho nên tới bây giờ thường mới có thời gian để mà làm video chia sẻ. Và hôm nay đã là ngày thứ ba tại Việt Nam rồi và chúng ta có rất là nhiều những cái sự kiện đã xảy ra và thường muốn dành thời gian để mà chia sẻ với các bạn. Đầu tiên hết là chuyện gì đã xảy ra cái đó nữa là những gì mà các bạn cần nên biết và chúng ta cũng có một cái thông tin rất quan trọng ngày mai đó chính là cái sự kiện liên quan tới chỉ số lạm phát cpi và đối đầu với những sự kiện đang xảy ra đó Fed sẽ ưu tiên lạm phát hay là ưu tiên giải quyết cái vấn đề liên quan tới tình hình ngân hàng hiện bây giờ tại vì các bạn nên hiểu là tuần sau đó ngày 22 tháng 3 là Fed sẽ có cuộc họp trong tháng này cho nên mọi người đều đang chú tâm xem coi là chỉ số CPI ngày mai sẽ ra sao và phần lớn những thông tin này đó, thuận đã chia sẻ trên những mạng xã hội rồi trong video Thuận sẽ đề cập đến chi tiết hơn, nhưng mà nào muốn biết thông tin nhanh hơn đó thì nên theo dõi Thuận Capital. À, trên những mạng xã hội các bạn có thể bấm vào cái link bên dưới cái video này để tìm thấy những cái mạng xã hội của Thuận Capital và Thuận đã chốt lời các bạn Thuận đã bắt đầu chốt lời một phần tại sao vậy Thuận sẽ chia sẻ chi tiết hơn trong video này ở cái phần cuối của video đầu tiên hết nếu như mà các bạn nhìn vào cái chỉ số chứng khoán Hoa Kỳ các bạn sẽ cảm thấy hôm nay có thể là một ngày nhàm chán tại vì các bạn thấy được là chỉ số Dow Jones cuối cùng kết thúc là âm 0.28% chúng ta có S&P 500 đã xuống là 0.15% ngày hôm nay và Nasdaq thì tăng 0.45 các bạn nhìn thấy những chỉ số này cũng không gì đặc biệt hết các bạn nhưng mà thật ra đó, ngày hôm nay là một ngày cực kỳ sôi động luôn chúng ta chứng kiến một cái cuộc khủng hoảng ngân hàng ở Hoa Kỳ hiện tại Tôi sẽ chia sẻ chi tiết hơn với các bạn một lát nữa nhưng mà pre thì bây giờ đó các bạn được là trước khi chúng ta nhận được chỉ số CPI trong thời gian là không tới một ngày nữa các bạn khoảng chừng là 5 giờ rưỡi sáng giờ Cali là chúng ta đã có cái thông tin liên quan đến CPI rồi thì bây giờ đến đó đó là không còn bao nhiêu thời gian nữa khoảng chừng là không được tám tiếng đồng hồ thì các bạn được là cả ba chỉ số tương lai hiện bây giờ đã Dow Futures, S&P Futures và Nasdaq Futures đều đang xanh có nghĩa là thị trường thì bây giờ đang kỳ vọng là chúng ta sẽ có một cái chỉ số CPI cũng rất là tốt và nếu chúng ta nhận được một cái chỉ số CPI tốt cộng với lại tình hình hỗn loạn của ngân hàng thì bây giờ khả năng đó là có một số người nghĩ là Fed có thể là sẽ không tăng lãi suất nhưng mà cái khả năng đó là bao nhiêu chúng ta sẽ đề cập đến một lát nữa và chúng ta có nhìn thấy được là về hợp đồng dầu đó thì đã đi ngược cho xuống các bạn bây giờ mức là 73 đô 94 cent cho một thùng dầu coi như là chúng ta đang ở mức thấp trong thời gian là mấy tháng qua các bạn mấy tháng qua chúng ta mức là từ 70 tới 80 đô cho một thùng dầu và bây giờ chúng ta đang ở mức thấp 73 đồng và 93 cent cho một thùng dầu. Còn về vàng thì sao? Vàng cũng có một cái sự tăng trưởng các bạn. Chúng ta thấy được là vàng cuối cùng thì cũng đã qua được 1.900 đô rồi. Bây giờ là 1.906 đô cho một ounce vàng. Nhưng mà crypto các bạn nhất là BTC đã có một cái sự tăng trưởng rất là tốt từ khi mà chúng ta à, nghe cái thông tin liên quan đến ngân hàng SVB à, gặp vấn đề là ngày thứ sáu các bạn tối hôm đó các bạn đã nhớ là thuận đã chia sẻ là đổi hết đồng USDC sang BTC Tại vì lúc đó chúng ta đang chứng kiến là đồng USDC mất phép Tại vì họ bị giam lại 3.3 tỷ đô la trong ngân hàng SVB Nhưng mà thời điểm đó là điểm mà cũng rất là hỗn loạn Nhưng mà các bạn thấy được là giá thì vẫn có một cái sự tăng trưởng cho lên Chúng ta hay được là cuối tuần qua nó giá tiếp tục tăng lên từ từ Và đặc biệt hồi sáng này khi mà chứng khoán Hoa Kỳ mở cửa đó Thì giá lại tăng mạnh lên các bạn Lên tới mức cao nhất là khoảng 24.711 đô Và hiện bây giờ đó giá mức là 24.470 và nếu chúng ta tính từ ngày thứ sáu đó cho đến ngày hôm nay thì các bạn thì là ngày thứ sáu giá của BTC là khoảng 20.225. Tính cho đến thời điểm hiện tại đó giá của BTC trong thời gian chỉ có khoảng chừng là không tới 4 ngày đã tăng tổng cộng là 20.99% rồi con số rất là cao luôn các bạn trong thời gian chỉ có vài ngày thôi mà đã tăng như vậy rồi và cái sự tăng trưởng này của BTC nó mang rất nhiều ý nghĩa các bạn tại vì đây là một cái sự tăng trưởng trong sự hỗn loạn của những ngân hàng và các bạn cũng đã nhớ là thường chia sẻ trong video ngày hôm qua và trước đó đó là tình hình bây giờ cho chúng ta có một cái cảm giác rất là lạ giống như là thuận đã trở lại ngày đầu tiên khi mà biết đến BTC các bạn chúng ta cũng đã biết là Bitcoin được tạo ra bởi Satoshi Nakamoto à, sau cái cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008 và cái block đầu tiên của BTC đã có một cái hàng chữ trong đó thủ tướng của nước Anh chuẩn bị gói cứu trợ ngân hàng lần thứ hai có nghĩa là BDC được in ra để mà chống lại sự sụp đổ của ngân hàng BDC được sinh ra để mà chống lại sự in tiền đến từ ngân hàng trung ương và bao nhiêu năm trôi qua các bạn từ năm 2009 cho tới bây giờ đã là 14 năm rồi thì 14 năm sau chúng ta lại chứng kiến một lần nữa có một cái cuộc khủng hoảng liên quan tới ngân hàng và BTC lại có một sự tăng trưởng như vậy và không chỉ riêng là BTC các bạn thấy được là cả thì crypto cũng có một cái sự tăng trưởng luôn Chúng ta thấy được là vốn hóa đã tăng 6.3% trong vòng 24 giờ qua là hơn 1.1 nghìn tỷ đô la rồi Và BTC thì tăng rất nhiều các bạn, tăng 9.6% trong những đồng lớn đó, thì BTC tăng nhiều nhất Chúng ta có Ethereum cũng tăng 4.8%, những đồng khác cũng tăng Nhưng mà rất rõ ràng BTC là trọng điểm hiện tại Thì chuyện gì đã xảy ra vậy? Thì chúng ta hãy tiếp tục nói tới tình hình của Silicon Valley Bank đi tại vì à, các bạn đã nhớ là ngân hàng này đã, đã bị à, chính phủ ở hoa kỳ tiếp nhận rồi và ngân hàng này cũng có một cái chi nhánh ở nước anh và chi nhánh của ngân hàng Silicon Valley ở nước anh đã bán cho ngân hàng HSBC các bạn và đã bán với lại cái mức giá chỉ có một đồng bản Anh mà thôi các bạn. Tại sao chỉ bán có một đồng bản Anh như vậy? Tại vì ngân hàng này à, là một ngân hàng mà bây giờ đang có rất nhiều nợ xấu. Thì HSBC mua lại ngân hàng Silicon Valley Bank là mua trên danh nghĩa mà thôi. Chứ trên thực tế đó, họ phải xử lý rất nhiều cái nợ xấu cho nên chỉ bán với giá là một đô la mà thôi. Nhưng mà đó là cái chi nhánh của nước Anh của Silicon Valley Bank. Còn cái công ty chính thì như thế nào cho đến thời điểm bây giờ đó các bạn thì chúng ta vẫn chưa có bất cứ một ngân hàng nào mà anh hùng đứng lên nói là sẽ mua lại Silicon Valley Bank ở Hoa Kỳ hết những cái nỗ lực để tìm kiếm một ai đó mua lại Silicon Valley Bank ở Hoa Kỳ coi như đã thất bại đến thời điểm này rồi và đương nhiên các bạn thường là FDIC và Bộ Tài chính đều kỳ vọng là có một ngân hàng nào đó sẽ mua lại Silicon Valley Bank như vậy đó sẽ đỡ hơn cho họ họ không cần phải tự để mà bảo đảm cái số lượng tiền gửi trong ngân hàng này nữa nhưng mà tới bây giờ thì vẫn chưa có ai hết và chúng ta thấy được là ngoại trừ Silicon Valley Bank ra có thêm một ngân hàng nữa À, cũng đã lâm vào tình trạng tương tự và chính phủ à, có nghĩa là FDIC đó cũng đã tiếp quản ngân hàng này đó chính là ngân hàng Signature Bank. Đây là một cái thông tin cũng đến rất là đột ngột của bạn tại vì chúng ta chỉ nói đến à, mới đầu là ngân hàng Silvergate là một ngân hàng mà nhỏ à, so với là ngân hàng SVB. SVB là ngân hàng lớn thứ 16 tại Hoa Kỳ. À, và kế đó là SVB là ai cũng nói là SVB sụp đổ là cái ngân hàng xếp hạng lớn thứ nhì sụp đổ trong lịch sử của Hoa Kỳ rồi chúng ta bây giờ lại nghe thông tin là có ngân hàng Signature Bank thì tuy đây không phải là một ngân hàng lớn các bạn nhưng mà sự sụp đổ của ngân hàng này đã, đã xếp hạng thứ ba trong danh sách ngân hàng sụp đổ của Hoa Kỳ. Và các bạn sẽ được là ngân hàng này đó có một điều nó khó hiểu đây là những ngân hàng như là Silvergate hay là chúng ta nói tới cái ngân hàng SVB thì có rất nhiều thông tin là tại sao họ lại bị sụp đổ, họ có bao nhiêu nợ xấu, họ đang lưu trữ bao nhiêu công trái phiếu, người ta tới rút bao nhiêu tiền. Ngân hàng này thì không có ghi rõ ràng các bạn, chỉ nói là đã có khoảng chừng là 10 tỷ đô la đã bị rút ra khỏi ngân hàng Silvergate Bank này, nhưng mà lại không có nói rõ là ngân hàng này có thật sự gặp vấn đề hay là không. Cái mà nhiều người đang lo lắng đây đó là có phải là có một ai đó lợi dụng tình hình những ngân hàng mà bị sụp đổ hiện bây giờ đó để à, đóng cửa ngân hàng Citi Bank này hay là không? Tại vì đây là một trong những ngân hàng mà thân thiện với là crypto. À, thật ra trước đây họ thân thiện các bạn nhưng mà gần đây họ cũng đã bắt đầu là không còn thân thiện nữa. À, cái tên Signature Bank này có thể các bạn cảm thấy cũng rất là quen thuộc Tại vì các bạn đã nhớ đây là một trong những ngân hàng mà sàn Binance đã sử dụng Nhưng mà trong thời gian gần đây Họ nói là họ sẽ không hỗ trợ những cái à, cuộc giao dịch mà dưới 100.000 đô nữa Phải trên 100.000 họ mới hỗ trợ Và cuối cùng đó Binance đã quyết định là không sử dụng họ nữa à, Gần đây thì các bạn thấy được là Coinbase cũng đã chuyển qua sử dụng cái ngân hàng này nhưng mà ngân hàng này bây giờ cũng đã đóng cửa luôn rồi Chúng ta biết là trong thị trường crypto này có hai ngân hàng thân thiện với crypto. Thứ nhất là Signature Bank, thứ hai đó chính là Silvergate mà bây giờ cả hai ngân hàng này à, coi như đã đóng cửa rồi thì à, thị trường crypto này đã sẽ gặp một chút xíu khó khăn khi mà đi tìm kiếm một đối tác ngân hàng Tôi thấy cũng có rất nhiều những cái sự lo lắng là thị trường crypto này sẽ không còn ngân hàng nào hỗ trợ nữa thì cái đó cũng không đúng đâu các bạn Thật ra những ngân hàng lớn như là Chase, Bank of America, vân vân những hàng đó thì họ đều hỗ trợ những công ty trong thị trường crypto này chỉ là để mở cái uh, danh mục với là những ngân hàng đó đó thì cần phải rất nhiều giấy tờ và nhiều thời gian Signature bank và cvg là hai cái ngân hàng mà có thiện cảm hơn họ hiểu về thị trường crypto này cho nên sẽ có thể mở ngân hàng nhanh chóng hơn những ngân hàng khác vẫn có thể mở được chỉ là phải uh, tốn nhiều thời gian và phải cung cấp nhiều giấy tờ hơn trước khi mà có thể mở được một cái account tại vì nhiều ngân hàng họ sẽ uh, nghĩ đến crypto là một cái gì đó có nguy hiểm cao họ sợ là tiền trong cái crypto này đó là liên quan đến những cái hoạt động mà không hợp pháp dẫn đến ngân hàng họ sẽ bị phạt cho nên họ sẽ kiểm tra các cao hơn đó là cái sự hiểu biết của thuận cho nên hai ngân hàng này đóng cửa đó thì cũng rất là đáng tiếc các bạn nhưng mà cũng không hẳn là chúng ta không thể đưa tiền pháp định vào trong thị trường này chỉ là những công ty crypto cần phải đi kiếm một ngân hàng khác và có thể tốn một số thời gian mà thôi nhưng mà ngoại trừ Signature Bank và SCB ra ngày hôm nay đang những ngân hàng Địa phương rất là tơi tả các bạn, mở cửa hồi sáng này đó thì rất nhiều người đều đến ngân hàng để rút tiền. Mặc dù là mọi người đều biết là bảo hiểm tối đa cho ngân hàng là 250.000 đô và có thể là con số này đã đủ đó với rất nhiều người rồi các bạn Tại vì các bạn thấy được là bảo hiểm của FDIC là 250.000 đô Tùy theo là các bạn có account như thế nào Nếu các bạn là account một người đứng tên Thì các bạn sẽ được bồi thường cao nhất là 250.000 đô Các bạn là một cái account mà đứng tên chung đó, Thì mỗi chủ account sẽ được bồi thường cao nhất là 250.000 đô nhưng mà người dân không có an tâm các bạn Hầu như họ đã mất lòng tin rồi Và đối với lại cái lời hứa hẹn của Fed Của Bộ Tài chính và FGC ngày hôm qua Cho những người nào mà gửi tiền hơn 250.000 đô Ở SVB đó Thì lời hứa hẹn đó người ta cũng không có lòng tin Dẫn đến là rất là nhiều người đã đến ngân hàng để mà rút Mặc dù là trên căn bản cái số tiền của họ đã đã được đảm bảo rồi cái này là một truyền dẫn chứng cho thấy được là người dân bắt đầu mất lòng tin về thống ngân hàng. Và những ngân hàng địa phương thì họ gửi tiền cho những ngân hàng toàn quốc như là JP Morgan, CD Group và những ngân hàng lớn khác. Thì hôm nay các bạn được là những người tới rút ở ngân hàng địa phương Những ngân hàng địa phương đó phải rút tiền Đến từ những cái ngân hàng toàn quốc Dẫn đến hôm nay là một chiều ngày mà rất là hỗn loạn Các bạn đến nỗi mà các bạn thấy được là Mở đầu hôm nay thôi Một trong những ngân hàng địa phương cũng rất là có tiếng là First Republic à, Cổ phiếu của họ đã giảm 60% luôn các bạn Và chúng ta cũng có thể nhìn thấy được Đây là một cái biểu đồ cho các bạn được là những ngân hàng địa phương nổi tiếng khác Nhưng là Comerica Bank of Hawaii, Zion PacWest, Metropolitan Customers Bank Corp và Western Alliance những ngân hàng này đó ngày hôm nay đã có lúc rớt từ 40 tới 80% các bạn cổ phiếu ngân hàng mà giảm từ 40 tới 80% trên một ngày có thể nói là những cái o con cũng không có đất nhiều gì vậy nữa mà đây là cổ phiếu của ngân hàng Hoa Kỳ các bạn đã được là cái sự lo lắng và hoang mang đến gỡ nào rồi và cũng có nhiều lý do tại sao mà họ lo lắng lắm các bạn ngay cả chúng ta nhìn thấy được là Charles Schwab là một trong những cái ngân hàng có tiếng lâu đời đó mà cổ phiếu của mình liên lụy luôn đã có lúc giảm 12% ngày hôm nay và cổ phiếu của những ngân hàng đã giảm đến nỗi mà những ngân hàng này, cổ phiếu đã phải ngưng không cho giao dịch trên sàn NYSE nữa để cho mọi người bình tâm trở lại. Và chuyện gì đang xảy ra gì các bạn? Tại sao mà chúng ta lại thấy những cái ngân hàng này sụp đổ như vậy? Thì chúng ta có thể thấy được là bắt đầu là Simon Free có bạn gái mới, đó chính là Caroline Allison các bạn, rồi dẫn đến Domino Effect và cuối cùng là khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ thì nó dạy như bạn mà thôi và một điều nữa là Simon Free đó có bạn gái để dẫn đến khủng hoảng ngân hàng Hoa Kỳ thì có một người đã chụp được hình và Talek đang hẹn hò với lại một cô gái nào đó không biết kết quả sẽ ra sao các bạn <laughs> Thôi đi dạy với các bạn mà thôi Về việc là người gửi tiền để rút tiền à, Là lo cái sự lo ngại chung Các bạn cũng đã hiểu rồi Đó là cái sự lo ngại về tâm lý Chứ còn trên căn bản Nếu như là các bạn có khoảng chừng là 10 ngàn, 20 ngàn, 100 ngàn, 200 ngàn trong ngân hàng à, Thì vẫn không cần phải lo lắng quá Trừ khi các bạn có rất rất nhiều tiền trong ngân hàng Các bạn mới lo lắng mà thôi Chứ còn người bình thường đó Đến ngân hàng rút tiền Chủ yếu là cái sự lo lắng về tâm lý Nhưng mà những nhà đầu tư đó Những người mà lưu trữ cổ phiếu Họ lo lắng là họ có cái lý riêng của họ đó lý do là các bạn đã nhớ là ngày hôm qua đó fed nói là fed sẽ cho những ngân hàng nào mà gặp khó khăn vay ngắn hạn coi như là vay trong thời gian là một năm không phải là cho mà đây là cho vay và những ngân hàng đó phải đem đến tài sản mà thế chấp được và những tài sản đó thường đó là những cái công trái phiếu nhưng mà cái vấn đề đây đó là lỡ như mà những ngân hàng mà đang gặp tình hình xấu mà họ không có công trái phiếu thế chấp thì như thế nào thì Fed nói là nếu như mà tình hình xấu đó thì bộ tài chính đã cam kết có một cái quỹ là khoảng 25 tỷ đô la làm quỹ dự phòng để có thể hỗ trợ lợi như mà tình hình trở xấu đi các bạn đã nhớ thường chia sẻ thông tin này ngày hôm qua rồi. Nhưng mà hôm nay đó khi mà thống kê các bạn thấy được là chúng ta đã thấy dựa theo FDIC những ngân hàng bây giờ đó cái số lượng công trái phiếu họ lưu trữ đang lỗ khoảng chừng là 620 tỷ các bạn. 620 tỷ này so với lại 25 tỷ dự vòng của Bộ Tài chính là con số cách xa, thật là xa luôn. Cho nên nhiều người rất lo lắng, lỡ như mà tình hình chợ xấu đi đó thì sẽ như thế nào các bạn có phải là lại in tiền lại cứu ngân hàng này nữa mà chúng ta thấy được là tổng thống Joe Biden ngày hôm nay cũng đã có một cái buổi họp báo chỉ dài khoảng chừng có 4 phút mấy thôi các bạn mà thật ra nó là buổi họp báo nhưng mà cũng không có trả lời câu hỏi gì hết tới nói xong rồi lại đi vô và tổng thống Joe Biden đã nói gì để thường chia sẻ một cái clip ngắn với các bạn các bạn không cần phải xem hết đây là cái clip dài một phút và 31 giây mà thôi rồi khi mà chia sẻ xong thường sẽ nói thêm một số cái chi tiết để các bạn hiểu hơn Thanks for the cảm ơn những cái nhân viên của chính quyền tổng thống Joe Biden đã làm việc trong mấy ngày qua bây giờ người dân Hoa Kỳ đã có lòng tin trở lại với là ngân hàng và ngân hàng là một nơi an toàn. Your deposits will be there when you need them. Những cái tiền gửi sẽ có mặt ở đó khi bạn cần. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks, can breathe easier knowing they'll be able to pay their workers and pay their bills. Những cái công ty mà lưu trữ tiền ở những ngân hàng này có thể là thở nhẹ nhõm hơn, tại vì họ có thể rút tiền được, có thể trả tiền nhân viên, có thể trả những cái nợ mà họ đang có. All customers who had deposits in these banks can rest assured. I want mean, to rest assured they'll be protected, and they'll have access to their money as of today. và tất cả những ai mà gửi tiền tới những ngân hàng này à, đều nên có lòng tin là tiền là ở đó và có thể lấy tiền bất cứ lúc nào bắt đầu ngày hôm nay. đương nhiên đó là bao gồm hết uh, tất cả những cái uh, thương nhân nhỏ mà đang lưu trữ tiền ở những ngân hàng này uh, mà cần có tiền để mà trả tiền nợ hay là tiếp tục có tiền để mà kinh doanh và tôi muốn lọc lại một điểm cực kỳ quan trọng là không có bất cứ khoản lỗ nào mà người dân trả tiền thuế phải chịu hết thật ra đây là cái điểm mà gây nhiều cái sự tranh cãi các bạn Tại vì trước hết á, là chúng ta vừa nói đến là con số 620 tỷ đô la Mà những hàng đang lỗ thì bây giờ lưu trữ công trái phiếu là con số rất là lớn Lỡ như mà tình hình chợ xấu đi đó, thì chúng ta cũng sẽ thấy một hiện tượng đó chính là tiền là được in ra Và khi tiền lại được in ra ra thì tất cả người dân đều phải gánh chịu Một hậu quả đó chính là lạm phát các bạn Đương nhiên người dân không cần phải đóng thêm thuế cái đó thì đúng nhưng mà người dân cũng phải chịu một phần nếu như mà tình hình trở xấu đi. Let me repeat that, no losses will be borne by the taxpayers. Instead, the money will come from the fees that banks pay into the deposit insurance fund. Se Và tổng thống Joe Biden nói là cái số tiền mà dùng để mà cứu những ngân hàng này đó là đến từ cái quỹ bảo hiểm mà những ngân hàng này đã đóng vào quỹ đó nhưng mà vấn đề đây đó là khi cái quỹ đó trích ra để mà cứu ngân hàng này thì đi những quỹ đó cần phải có thêm tiền để mà lắp cho lại các bạn và đương nhiên ngân hàng khi mà kinh doanh thì cái tiền bảo hiểm đó họ sẽ tính lên đầu của những người mà đến gỡ tiền cho họ những khách hàng của họ mỗi người phải chịu một phần các bạn đây là cái chi phí vận hành của ngân hàng và khi mà tiền bảo hiểm mà hết mà cần phải nạp trở lại hay là cần phải đóng cái phí hiểm cao hơn thì cuối cùng người ví dụ thiệt vẫn là người dân thôi các bạn cho nên việc nói là cái chuyện này sẽ được giải quyết mà người dân sẽ không bị bất cứ thiệt hại nào cái đó chỉ đúng là người dân sẽ không đóng thuế trực tiếp để mà cứu những ngân hàng như là chúng ta đã nói tới những thời điểm như năm 2008 nhưng mà người dân vẫn phải chịu một phần nào đó tại vì những hành động của những ngân hàng này The management of these banks will be fired. If the bank is taken over by FDIC, và điểm thứ nhì, Tổng thống Joe Biden nói là mấy ngân hàng nào mà bị tiếp quản bởi FDIC đó thì tất cả những cái lãnh đạo của ngân hàng đó đều bị sa thải hết. Third, in the banks will not be Và điểm thứ ba, Tổng thống Joe Biden nói là những nhà đầu tư của những ngân hàng này đó là sẽ không được bảo vệ. Và đây cũng chính là lý do tại sao mà chúng ta thấy cổ phiếu những ngân hàng này đã nhiều tới như vậy tại vì à, chúng ta thấy được là những người mà gửi tiền trong ngân hàng SVB thì họ có thể rút tiền của họ được nhưng mà những nhà đầu tư vào cổ phiếu SVB đó thì họ không thể làm gì hết ngoại trừ tiếp tục nhìn cổ phiếu của họ đi về hướng con số 0 và tổng thống cho bài hôm nay lại nhấn mạnh điểm đó They knowingly took a risk and when the risk didn't pay off investors lose their money và tổng thống joe biden nói là những nhà đầu tư thì họ đầu tư họ phải chấp nhận cái rủi ro khi mà họ à, gặp rủi ro thì họ phải chấp nhận là mất tiền đây là một trong những điểm mà cũng gây nhiều cái sự tranh cãi ngày hôm nay thường chỉ chia sẻ với các bạn những cái lý do dẫn đến tại sao mà Tình hình những ngân hàng hôm nay lại tệ như vậy à, Tại vì có nhiều yếu tố các bạn Thứ nhất là à, tiền có đủ để mà cứu ngân hàng này hay là không Và thứ nhì nữa à, là những nhà đầu tư đó họ đang rất là lo lắng Tại vì chỉ cứu những người mà gửi tiền ngân hàng mà thôi Chứ còn không có cứu ngân hàng và không có cứu những người đầu tư trong những ngân hàng này That's how capitalism works And fourth, there are important questions of how these banks got into the circumstance in the first place We must get the full accounting of what happened and why those responsible can be held accountable. In my administration, no one, in my no one is above the law. Ở phần cuối cùng này thì Tổng thống Joe Biden chỉ nói là sẽ điều tra rõ ràng là chuyện gì đã xảy ra dẫn đến tình hình như thế này. Tôi nghĩ là không cần phải điều tra nữa. Chúng ta cũng đã biết chuyện gì xảy ra rồi, đó chính là Fed tăng lãi suất quá nhanh những ngân hàng này thì lại tin tưởng à, cách đây hơn một năm khi mà Fed nói là đừng có lo sẽ không tăng lãi suất đâu sẽ không tăng lãi suất đâu và có tăng cũng không tăng nhanh đâu nhưng mà cuối cùng Fed lại quay đầu tăng lãi suất cực kỳ nhanh luôn mới dẫn đến tình hình như thế này các bạn và đương nhiên khi mà Fed tăng lãi suất nên cái chậm lại mọi thứ chuyển xấu đi người ta gửi vào không bao nhiêu rút ra lại nhiều dẫn đến tình hình hiện bây giờ <laughs> cũng nghĩ là cũng không cần phải điều tra nhiều đâu các bạn nhưng mà đây là những gì mà được chia sẻ bởi tổng thống Joe Biden ngày hôm nay.